Hôm nay á, là ngày 24 tháng 8, thì là ngày sinh nhật sinh thần của lão đại nhà mình, anh Thủy. Ngày sinh thần của anh Thủy thì em thay mặt cho gia đình ngũ sắc, em không có biết tặng anh cái gì, tại anh giàu quá, tặng cái gì nó cũng không có xứng đáng hết, nên là em mới thôi, em thay mặt gia đình á, thì em làm một chút tâm đức, tặng chút quà, một ít phần ăn sáng cho bà con nào hữu duyên trong ngày hôm nay, cái ngày sinh thần của anh, thì bà con nào hữu duyên thì nhận được một phần ăn sáng, cho bữa ăn sáng hôm nay, để tạo chút tâm đức em tặng cho anh Thủy ha, cho em chúc cho lão đại với chị Phiên La là luôn luôn sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt, để cho bà con nghèo mình được nhờ hoài nha. Chúc anh đại một ngày sinh nhật rất là vui vẻ, thì chúc tấm lòng thay mặt cho gia đình ngũ sắc, thì những bà con nhận quà mang niềm vui đến và cũng là mang một chút tâm đức em tặng cho anh. Mong cho lão đại nhà mình vui nha anh đại. Happy birthday to you. Cảm ơn anh Thủy Phan nhiều nha, chúc sinh nhật vui vẻ. Rồi, cảm Rồi. ơn nhiều. Rồi, chúc anh ngon miệng ha. Rồi, 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 rồi. Hôm nay thì sinh nhật ngày 24 tháng 8, sinh nhật anh Thủy Phan. Anh ơi, anh Thủy Phan mời anh bánh mì nước ha. Rồi, em cảm ơn anh Thủy Phan. Rồi, mời anh bánh mì với nước ha. Rồi, cảm ơn. Đây là sinh nhật anh Thủy Phan ạ. Sao? Phường đặt mà em hồng chả cá 100 phần. Chú ơi, đây sinh nhật anh Thủy Phan ạ. Bao nhiêu tiền? 4,5 triệu. 4 bạc số 5, 1 bạc số 3 hả? Sinh nhật anh Thị Phan. Cảm ơn Thị Phan. Chúc chú ngon miệng nha. Bánh mì chả cá với nước nè. Ở bà Thị Nguyên hả? Ở trai Sang hả? Mời anh ăn sáng anh. Chúc anh ngon miệng ha. Cảm ơn chị Quê. Dạo này chạy đỡ không anh? Ế lắm hả? Thường thường mấy giờ là anh em xe thồ mình đó thì là khách đông nhất anh? Cái chuyện này à, chuyện này khách đi qua lại đông đông người chứ mà ít có đi. Dạ. Thường thường thứ bảy chủ nhật đông không anh? Đông. Chủ nhật khách vượt đông. Một ngày mình chạy thu nhập khoảng bao nhiêu anh? Thì bữa có không, bữa cũng giàu, bữa như quyết định vậy. Chào anh. Chào anh. Rồi, chúc mấy anh ngon miệng ha. Ăn như thế nào anh? Nói chung bánh mì cũng ngon á. Dạ. Rồi, em gái. Dạ. Đây là anh Việt Kiều, sinh nhật anh Việt Kiều, anh Thủy Phan. Dạ. Rồi, mời em bánh mì ha. Dạ. Chúc em ngon miệng nha. Em cảm ơn anh Thủy Phan. Rồi, em có anh lấy giùm, lấy cho ai cho được. Em cho một. Rồi, em lấy giùm anh ạ. À. Rồi. Cảm ơn nhiều. Rồi, cảm ơn anh Thủy Phan. Cảm ơn chúc anh sinh nhật vui vẻ. Dạ, chúc dạ chúc anh mấy anh thật nhiều khỏe nha anh. Rồi, cảm ơn bạn Quân nha. Dạ. Em ngủ sắc cũng dặn Phương rồi. Cũng không biết tặng cho anh Thị Phan cái gì cả, chỉ một chút quà ăn sáng cho bà con nghèo là anh Thị Phan cũng rất vui rồi. Dạ, con mời chú ạ. Mà bánh mì này là của anh Thị Phan sinh nhật anh đó. Rồi mời chú ha. Chạy đỡ không chú? Lên ra. Dạ. Rồi sáng giờ được bao nhiêu rồi?
Mấy chục rồi hả? Thầy Cường ơi, thôi mời anh ha. Cảm ơn anh. Chúc anh Thị Phan, chúc anh ngon miệng ha. Cảm ơn mình nha. Rồi em hồng chủ chơi ké phát giùm anh, em hồng chủ chơi ké. Rồi thank you. Rồi anh Thị Phan chúc anh ngon miệng ha. Cảm ơn chị. Rồi ăn rồi, cảm ơn em. Rồi chúc ngon miệng. Rồi mời chú ha. Cảm ơn. Rồi chị gái xe ôm nữa nè. Rồi anh Thị Phan chúc chị ngon miệng nha. Dạ, cảm ơn các mọi nhà, tạm biệt. Rồi sáng giờ chạy như thế nào rồi? Được 20. 20 ngàn à hả? Cố gắng lên nha. Dạ. Chị này thì phụ nữ thì chỉ không trong đội xe thồ luôn ha. Dạ. Dạ. Cảm ơn các đội. Dạ, cảm ơn. Rồi hai anh này mời rồi bánh mì chả cá ha. Rồi chúc anh ngon miệng nha. Rồi anh Thị Phan chúc anh ngon miệng. Rồi bây giờ mình đi làm đâu vậy anh? Làm ở ngoài đảo kia. Dạ. À, Đại Thiên Nhiên mình làm cái gì bên đó anh? Đi làm du lịch. Dạ. Mình là thợ hồ hả? Đó, đi làm đường, làm chỗ quán cổng, làm thợ. Rồi làm một ngày công bao nhiêu anh? 30. À, 300 ngàn. Giờ là, ủa sao mình đi muộn vậy? Đi hồi sau á. À, xem. Ở Cam Lâm á. À, ở Cam Lâm ra đây làm luôn. Thôi chào hai anh ha. Ồ, đây nữa nè, con. Rồi ăn sáng chưa? Rồi ăn đi ha. Rồi bánh mì chả cá. Rồi lấy đi em, bánh mì ngon mà. Rồi anh Thị Phan chúc anh em ngon miệng nha. Rồi kênh của mình là Nha Trang Biển Xanh. TikTok hay là YouTube em? YouTube à? Chả cá, cái này là sinh nhật của anh Thủy Phan đó. Rồi anh Thủy Phan chúc con ngon miệng ha. Rồi mình qua bên đảo làm hả? Đây là giáo viên. À, chị là giáo viên. Rồi chúc chị ngon miệng. Chị dạy bên đảo đó bà con cô bác anh chị. Rồi, ngon mà, em cứ ăn đi, đợi chưa ăn. Ừ. Rồi, không sao cả. Em trai ơi, ăn bánh mì chả cá không? Rồi. Đưa cho bánh mì cho chú Hàng, chú Hàng ăn chứ đỡ đứa bụng. Rồi. Sinh nhật của anh Thị Phan đó. Anh Thị Phan gì? Rồi, chúc happy birthday. Chúc anh Thị Phan vui vẻ. Rồi, cảm ơn em Đò Sông Hậu 09. Chúc em gia đình em thật nhiều sức khỏe ha. Mọi ngày như mọi ngày ha. Ồ, chú Hải nè, chào chú Hải khỏe không? Mẹ luôn. Dạ, chú Hải đi đâu vậy? Giờ đi qua đảo Chi Nghiên coi cái lô đất mồ mả ông bà mà. Dạ, mọi ngày như mọi ngày hả? Rồi giờ sáng chú Hải có đi tập thể dục không nè? Đó, có đi sáng thì tập thể dục, chiều tập biển. Dạ, vậy rồi. Giữ gìn sức khỏe, tuổi dạ. Già chứ, giờ này 65 tuổi rồi. Dạ. À, đây là gì đây? Dạ, cái này là bánh mì chả cá. Của anh Thị Phan. À, sinh nhật của anh đó. Rồi mời bà con có một chút gì buổi sáng. Rồi cảm ơn. Dạ. Chúc sinh nhật vui vẻ. Dạ. Chúc thị nào sinh nhật vui vẻ à. Anh Thị Phan. Thị Phan ha. Rồi. Dạ. Thị Phan vui vẻ, sinh nhật vui vẻ. Rồi chào chú Hải, chú Hải. Rồi cảm ơn. Phương đã đứng một đợi nữa và một lát nữa Phương sẽ đợi những chuyến đò bà con buôn bán ở đây đó. Qua đây mua sinh, rồi mua hàng rau, hàng củ, rồi đá, rồi quay lại con đò này, quay lại cái bến đò này thì Phương tiếp tục, Phương sẽ mời. Thì sáng nay đó, thì Phương nhờ em Hồng. Đây em Hồng nè. Đây là em Hồng chạy kế, bà con cô bán chị. Phương thì nhờ em Hồng
100 ổ bánh mì là chả cá em Hồng làm từ rất là sớm. Mấy giờ em đã làm rồi? Dạ 4 giờ. 4 giờ. Chả cá Hồng thì Phương quay rất là nhiều clip. Bây giờ Phương rồi em ăn ha. Bây giờ đỡ Phương phát tiếp. Chả cá Hồng thì rất là ngon đó bà con cô bác chị. Phương quay cũng nhiều khán giả quan tâm cũng hay đặt hàng em Hồng. Rồi. Wow, gặp nhau lại bạn. Rồi gặp rồi. Rồi anh chạy đỡ không? Là cái duyên. Không, đẹp trai lắm nha. À, đẹp trai. Anh đẹp trai chứ. Đúng rồi, anh phải đẹp trai rồi. Mình phải nói thật lòng mình chứ. Dạ. Đúng rồi. Rồi chạy đỡ không? Rồi, cha bữa đỡ này cũng bấp bênh lắm. Bấp bênh lắm hả? À, cũng khó khăn lắm. Rồi. Đây là sinh nhật anh Thủy Phan ha. Đúng rồi. Chúc anh ngon miệng ha. Rồi, cảm ơn chương trình. Rồi. Ok, cảm ơn chương trình. Rồi. Biết nhiều gì cũng là cảm ơn. Rồi bánh mì chả cá. Rồi bánh mì chả cá. Rồi cái này là của anh Việt Kiều á. Việt Kiều đâu cũng trâu đó. Rồi. Rồi anh chúc anh ngon miệng nha. Rồi vui vẻ. Cảm ơn Việt Kiều nha. Chú xe rap này nè. Rồi xin nhật anh Thủy Phan nè. Rồi chúc anh ngon miệng ha. Rồi bạn sửa máy đây. Rồi mà anh Việt Kiều mời đó. Rồi ok ha. Bánh mì chả cá chúc ngon miệng ha. Nha Trang Nguyễn Xanh. Rồi chào anh. Rồi chị ăn được không? Được, bánh mì ngon. Bánh mì ngon, bánh mì của chả cá Hồng, chả cá của bé đó. Cửa bé. Rồi. Họ làm rất là ngon tuyệt vời. Rồi. Cảm ơn anh Thủy Phan đã ủng hộ những người nghèo bánh mì ở chợ cá Cửa Bé rất là ngon. Em cũng chúc cho gia đình anh luôn luôn mạnh giỏi và sức khỏe dồi dào và luôn luôn cố gắng giúp đỡ cho những người nghèo và cận nghèo. Ok, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi cảm ơn chị ạ. Chị tên gì ạ? Tôi tên Hòa. Rồi chị Hòa, chị Hòa hiện tại giờ ở đâu ạ? Tôi ở tại Cầu Đá. Dạ. À, tôi làm ở bến tàu du lịch. Dạ. Tôi là chủ tàu. Dạ. Bến tàu du lịch Cầu chị, Đá. Chị là người lái tàu. Ừ ok. Chủ đò. Chủ đò. Dạ. À, cũng mời anh khi nào về đây gặp dịp tôi sẽ chở anh đi chơi. Dạ. Rồi em cảm ơn chị Hòa nhiều nha. Chúc chị anh Thị Phan chúc anh chúc chị ngon miệng nha. Ok. Bữa giờ chú Hải không có xem hay sao bây giờ là hỏi là kênh Nha Trang Biển Xanh này kênh gì nữa là sao? Bữa mở ngoài mà sao tìm đâu không tìm ngoài không ra ta. Trời chắc không. Có lúc không bữa mở dạ. Nha Trang tìm vô logo á. Dạ. YouTube là Nha Trang Biển Xanh. Đó tìm lại mình coi lại cái quê hương mình như thế nào, quay lên cảnh như thế nào coi là nhưng mà không tìm không ra. Dạ, nhiều khi chú đọc coi nó Google nhiều khi đọc nó cũng ra lệch lệch đó chú. Dạ. Cái này về mở ra coi lại. Dạ. Đó, bữa giờ rồi mà có quay phim ở giữa Cầu Đá mình á. Dạ. Rồi ok. Tức là cứ đi làm gì để làm cho những người có điều kiện ta giúp đỡ những người nghèo khổ neo đơn cũng được. Dạ. Chương trình này cũng hay lắm. Dạ. Đó, nên nhiều lúc nhiều người nước ngoài ta mở ra ta biết ta ủng hộ cái vật chất hay là gì đó về cho địa phương Cầu Đá của Nha Trang. Dạ. Dạ. Công khai rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chú Hải. Chỗ đông này ra lên rồi. Rồi. Rồi bánh mì chả cá mời ha. Bánh mì chả cá con. Đây. Chú ơi bánh mì chả cá. Bánh mì chả cá. Anh ơi bánh mì chả cá anh. Mới dùng rồi hả? Chú ơi bánh mì chả cá. Rồi chào chú khỏe không? Khỏe ha. Rồi bánh mì chả cá. Rồi anh Thiên Phan mà chúc ngon miệng. Có một số bà con thì cũng đã ăn sáng rồi, cũng vội đi đó. Thành ra nếu mà còn bao nhiêu thì rồi mời anh, rồi mời anh bánh mì ha, anh Thủy Phan. Việc... ăn sáng rồi. Bây giờ đò thì bà con cũng bớt qua rồi đó. Phương sẽ còn lại một số thì Phương sẽ di chuyển đi đường phố. Phương sẽ phát tiếp những phần quà của anh Thủy Phan sinh nhật của anh.
là em lấy đò. Hello anh Phương, chào anh. Em là Thúy, chủ đò ở đây. Hôm nay là ngày sinh nhật của anh Thủy Phan phải không? Đúng rồi em. Dạ em cũng đại diện ở bến dân sinh ở đây, cũng bà con ở Xi Thồ và các bà dân sinh ở đây cũng cảm ơn anh Thủy Phan. Chúc anh Thủy Phan một sinh nhật một ngày vui vẻ, những gì tốt đẹp đến với anh. Chúc anh tất cả. Rồi cảm ơn em gái nhiều, em chủ đò rất là nhiều luôn, Quang Minh đúng không? Dạ. Rồi sông hậu là của ai? Của em. Ủa, bởi vì chiếc đò sông hậu đâu rồi? À hai chiếc ha. Rồi đò sông hậu nè, đò Quang Minh nè. Chúc em thật nhiều sức khỏe nè. Cảm ơn anh. Luôn thành công trong cuộc sống ha. Chúc anh Phương nhiều sức khỏe nè. Rồi anh Phương làm nhiều điều rất tốt cho bà con. Những bà con nghèo nhờ có anh Phương chung tay với nhau. Rồi anh Thủy Phan, chúc anh sinh nhật một ngày vui vẻ nghe anh. Những gì tốt đẹp, mọi điều tốt đẹp đến với anh. Rồi, cảm ơn em gái nhiều. Bây giờ Phương sẽ di chuyển tiếp đi trên đường với em Hồng Trà Cá đó bà con, cô bác chị. Bây giờ bà con, cô bác đi với Phương ha. Thì trên bến đò thì cũng đã vắng rồi nè. Giờ này là 8:15 rồi. Phương cũng tranh thủ Phương đi tiếp. Rồi còn ai nữa không à? Rồi mời em trai. Em trai sáng giờ chạy đỡ không? Dạ mới chạy cuốc anh. Ở chạy cuốc hả, nhớ anh không? Nhớ. Rồi chúc em trai thật nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn nhiều nha. Luôn may mắn nha. Anh ăn sáng chưa? Dạ rồi. Rồi, chào chú. Rồi. Điểm này là mấy anh nhân viên đang giữ xe máy nè, để qua bên đảo Chí Nguyên đó bà con các bác chị. Bây giờ Hồng và em gái, rồi bé Vân với Phương đi trên đường thì tiếp tục mình sẽ phát tiếp bánh mì chè cá. Rồi anh Thủy Phan chúc anh ngon miệng ha. Phương tới đoạn cầu đá thì Phương thấy một cái chị bán nón với một cái chú cũng nhìn cũng khắc khổ đang ổ bánh mì. Rồi bánh mì chả cá. Rồi anh Thủy Phan, anh Việt Kiều mời sinh nhật. Cảm ơn anh. Ngon miệng ha. Rồi cảm ơn. Rồi lấy cho mình lấy hai cái nữa. Rồi chú ơi, rồi lấy thêm bánh mì nha. Rồi nhà chú ở đâu vậy? Trên núi đó hả? Rồi em mời, đây là anh Thủy Phan mời anh ăn thêm bánh mì buổi trưa ha. Bánh mì có nước trong đây rồi nè. Rồi mời chị ha, chị bán ngủ được đỡ không? Ngồi biết chiều cái bé cái nào đâu. À, ngồi hồi giờ bán được cái nào bán với giờ biết ngõ nào. À. Đó mấy chị. Chị là người cầu đá này hả? Luôn. Cầu đá. Rồi chị bán một cái mũ này là bao nhiêu tiền? Mũ lát 20. 20.000. Thì cái mũ này là bao nhiêu? 50. 50.000 hả? Rồi bán sáng là cái ngồi gì được khách không có đâu. Dạ. Yeah. Ngồi ai tới rồi mua bé. Ai mua thôi chứ đừng ngờ đúng giờ gì. Bây giờ thì buôn bán thì cũng rất là khó khăn. Thôi chị ăn ha. Chúc chị ngon miệng nha. Rồi, cảm ơn. Rồi chúc chú ngon miệng nha. Rồi anh ăn bánh mì. Để Phương xuống lấy. Phương thấy anh lượm ve chai. Rồi anh công nhân kia, rồi phát giùm anh luôn ha. Rồi cái chú dây chai này nữa nè. Rồi mời chị ăn bánh mì chả cá. Chị gì nè? Rồi sáng giờ lượm dây chai đỡ không? Được bao nhiêu rồi? Đây là bao nhiêu tiền? Hả? 60,000 hả? 10,000 hả? Dạ.
chú ở Cầu Đá hay đâu chú? Dạ. Dạ, chú đứng gần vô đây chút xíu ạ. Đó, con xích kìa. Xong ngay chỗ đường cua đó. Rồi sáng giờ là được nhiêu đây? À, thầy lượm nhiêu đây mà mấy chục ngàn thôi. Bây giờ Phương sẽ lấy tiền của em Hưng Việt Kiều. Rồi em Hưng Việt Kiều gửi thêm cho anh 5 ký gạo nha. Đây này, 5 ký gạo là 100.000. À, đây là em Hưng Việt Kiều. Rồi đây cũng được không bao nhiêu tiền cả. Rồi chúc anh ngon miệng nha. Con có sức lao động. Chú ấy tuổi đây mà. Chú đèo đây giúp con. Trời ơi, trời, anh này anh vui tính. Thôi chào anh nha, anh trai nha. Rồi, sao đi làm muộn vậy? Đâu, chở rồi, pha anh giúp rồi. Rồi, anh này là xe ba bánh. Rồi, còn bao nhiêu ổ mình phát luôn luôn ha. Rồi, 4 ổ nữa. Ừ, thôi móc lên cho anh đi. Rồi... anh cũng cảm ơn Hồng ha. Cảm ơn em gái rất là nhiều. Ai nữa? Đây, đưa đi đi. Sao? Ai? À, hai anh công trình là hai bịch. Rồi, vậy là cũng là xong rồi. Còn hai bịch. Hai anh công trình là ai đâu? Rồi, chưa ăn sáng rồi cà phê hả? Làm công trình hả? Rồi, cũng xe quê. Rồi, mời anh bánh mì chè cá ha. Rồi, mời anh bánh mì chè cá, chúc anh ngon miệng nha. Mấy ảnh thì chắc mấy anh là làm ca đêm đúng không? Làm ca ba. Làm ca ba, bây giờ thì cũng tranh thủ cà phê rồi mấy anh nghỉ. Rồi ca ba ảnh mới ảnh làm Phương nghỉ, ảnh làm công trình cũng gần đây thôi bà con cô bác chị. Bây giờ thì cũng xong rồi. Rồi hai ổ để cho chú, chỉ để cho chú trên đường đó. Rồi, đúng rồi. Gặp ai thì chú sẽ phát ha. Không phát thì mình ăn cũng được. Thôi cảm ơn em. Ôi cảm ơn em gái rất là nhiều. Dạ, cảm ơn anh. Rồi cảm ơn Hồng chạy cá. Dạ, cảm ơn cháu gái nha. Dạ, em cảm ơn cái anh gì vậy? Thủy Phan. Anh Thủy Phan một cái để ủng hộ chị ký cho em. Rồi. Lần sau có dịp thì ủng hộ cho em nữa. Rồi. Chạy cá của Hồng là giờ đọc lại cái Hồng chạy cá, cái số điện thoại của Hồng đi nè. Dạ không. Rồi. 777-6067 luôn. Rồi. 456. Rồi. Dạ. Chạy cá Nha Trang ha. Dạ Hồng chạy cá. Rồi ok. Rồi chào em nha. Phương tới đây thì Phương cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn lại video sau thì Phương tiếp tục đăng cho bà con cô bác xem. Rồi chào đi, cẩn thận nha. Dạ.